Ok, chào mừng anh em đã trở lại channel của Minh Kiều nhá. Hôm nay tôi sẽ gửi đến cho anh em quả kèo vua hải tặc sau khi đã độ đồ. Hiện tại là vua hải tặc của tôi đã gần mắc kỹ năng SP nhưng mà vẫn trông khá giống Nobita anh em ạ. Hôm nay sẽ gửi đến cho anh em clip là đây, vua hải tặc mặc skin. Để xem chất lượng đến đâu anh em nhá. Hiện tại trên BU chưa bán, mặc dù đã nhà hàng rất lâu rồi. Và tiếp nữa là hôm nay team của tôi là sở hữu đội hình như này. Sẽ thắng một cái team hơn 2 triệu lực chiến anh em nhá. Hơn 2 triệu lực chiến tranh nhau đúng một ông vua hải tặc thôi. Để chúng ta xem sức mạnh chất lượng của vua hải tặc hôm nay sẽ như nào. Và hôm nay vua hải tặc của chúng ta sẽ được sửa lại một số skin như sau. Hôm nay là sẽ update cái này này. Một là sẽ sửa cái hơi thở của vua này anh em ạ. Hai là anh em đồn update cái đây Bonagibrit à. Anh em đồn update thêm update lại cái nội tại anh em ạ. Để xem là hơi thở của vua này sửa đi là tốt lên hay xấu đi anh em nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ vụt ngay cái quả kèo chênh 2 triệu lực chiến mà tôi vẫn win được này. Vụt. Ok, trước khi vào đầu clip thì chúng ta sẽ đến với một con game đánh bài siêu hay khổng lồ. Con game đánh bài cao win hay nhất 2023, chơi cực kỳ dễ trúng thưởng anh em ạ. Và hiện tại đã có thêm một cái ưu đãi nữa. Là anh em tham gia, anh em like và đăng ký kênh, tham gia nhóm của Minh Kiều. À, tham gia nhóm mà tôi để ở dưới cái mô tả. Cái video này thì chúng ta sẽ nhận được một gift code nhá. Nhớ là bảo bạn fan fan kênh của anh Kiều sang nhá. Fan kênh của anh Kiều sang sẽ nhận được một code 20k. Tôi link nhóm tôi sẽ để ở dưới cái mô tả bình luận để cho anh em chiến thử nhá. Đó là hàng ngày này. Sự kiện xui xẻ ngày nhận 3k. Hôm nay sẽ có thêm ưu đãi nữa cho những fan của anh Kiều nhá. Đổi thưởng uy tín này. Về anh em có thể add được rất nhiều tài khoản banh. Lịch sử đổi thành công rất nhiều luôn. Hiện tại vốn đang là 29m. Mày sẽ đi test cho VIP Club này. Chúng ta có thể xem tham gia hoạt động VIP Club này. Hiện tại tớ đang là VIP 3 đặc quyền khi đặt là bạn sẽ nhận được phần thưởng lên tới 266k. Đăng nhập số ngày cố định nhận thưởng sẽ là 56k này. Bạn có thể nhận thưởng thêm 5% ở sự kiện rung cây tiền. Đây cây tiền đây, rung thử cho anh em này. Chặt, hiện tại không đủ à? Nhận này. À, đây là rung cây tiền anh em ạ. Cây vàng, cây bạc. Mini game, sổ số 3D. Ok, bây giờ tôi sẽ đi chiến thử con game. Đây có nhiều game lắm, bắn cá sắp đĩa này. Bắn cá nổ hũ này. Tôi vẫn trung thành với quả kèo xỉu tài anh em ạ. Xỉu con nhà bà tài, mình vào làm tí đã. Game cực kỳ hay anh em ạ. Thì đăng ký cực kỳ dễ luôn, gần mỗi số điện thoại thôi. Và chúng ta có thể bắn được con game này rồi. Xỉu một mờ. Xỉu một mờ cho nó khét. Vào. Tài à, ấy à, căng nha. Đi thêm tiếng nữa nào. Người ta bảo là ngã gấp ở đâu thì chúng ta phải gấp đôi ở đấy. Rồi, xem cầu đã. Đánh không gấp đâu. Vẫn tài à. Cầu này à. Từ, cầu này tôi bỏ anh em ơi. Tiếng này tôi xin phép bỏ. Vẫn tài cơ. Ô xỉu được này. Hay thế nhỉ. Tiếng của tôi 17m có tài vẫn có xỉu được. Đây anh em nhìn tôi vả thế này à. Ngã ở đâu chúng ta phải gấp đôi đấy nha. Ngã ở đâu phải gấp đôi đấy nha. Anh em có thể nhẹ nhàng, tôi không thích nhẹ nhàng lắm. Và vụt 2m luôn. Xịt thộ. Làm sao mà xịt được. Đấy cái gì chưa, quá dễ chơi luôn. Làm 2, làm 4m. Là làm 2m nhẹ nhàng luôn. À vẫn đang là cá cược à. Ok, như vậy là đã xong con game siêu hot này. À quên, chưa giới thiệu cho anh em về hình thức nạp tiền thì cực kỳ uy tín và nhẹ nhàng. Cổng gạp, thẻ cào, Momo, Zalo Pay, Viettel, QR Banking, Internet Banking rất dễ anh em ạ. Anh em nào muốn chơi con game này thì có thể tải về tài trí với Minh Kèo nhá. Link mô tả tôi sẽ để ở dưới bình luận này. Và nhớ tham gia nhóm mà tôi gửi ở dưới bình luận để nhận code miễn phí nha. Ok, chúng ta cùng xem mặt mũi trận đấu là trận đấu nào nhá. Đây ông Kuzan team thì thực ra cũng trận thắng trận thua với ông này thôi. Đây nhà máy team của ông đây 12.890.000 sở hữu team Sanji thức tỉnh. Ủa, Sanji thức tỉnh này, thân thể lên kích level 4 này, tốc độ tịnh hóa này, chơi bán tanh bán đam nhưng mà lại chơi cái quả kèo chơi này tôi nghĩ là con Sanji sẽ không được quá mạnh. Vì sao? Một khi chúng ta chơi thuần đam đi, chơi mỗi thân thể thôi, đừng chơi né tránh nữa. Thay vào đó chúng ta sẽ chơi thần lực hoặc là ở đâu thay cái haki này bằng haki xem là tốc độ lên kích có rồi đúng không, tịnh hóa có thay bằng thần lực và tinh chuẩn anh em ạ. Thần lực và tinh chuẩn tôi nghĩ sẽ khỏe hơn con Sanji là rất nhiều luôn. 70 226 70 cũng được, 226 cũng được. Vì sao? Có con A này nó búp sát thương bạo kích anh em ạ. Còn A sát thương búp sát thương bạo kích có thể búp lên tới 50% sát thương bạo kích này, quá kinh. A thân thể này ấy à. A xem là 240 74 à, chơi đồng hồ à, chơi cổ vật à chơi cái la bàn ý. Đại tỷ Robin này 27642 khét đấy. Haki chính của đại tỷ Robin này rồi. Vì đại tỷ Robin đánh thường cực kỳ đau anh em ạ. Đây team phụ, đây team phụ nhá. Team phụ còn 10.6 triệu. Team phụ ngang team chính của tôi anh em ạ. Team chính là team chính của ông này là 12.8 triệu. Sở hữu của cúp cho con 3G này, tướng meta này.
tướng tanh siêu meta. Nhiều người câu hỏi là đặt ra là Baggy có mạnh hơn Luffy Gear 4 không, riêng về khoản tanh và khoản búp tanh cho team ấy, búp thổ cho team ăn đứt Luffy Gear 4 luôn anh em ạ. Và riêng về cái khoản là khắc chế Yangeli nó ăn đứt Luffy Gear 4, mà khoản đam thì chắc chắn là không thể bằng Luffy Gear 4 được. Đấy à, Zoro Onigashima 28349 build cực chuẩn luôn, nhưng mà lại tuột xích với cái team của Minkun với đội hình là 10.910.000 thua đúng 2 triệu lực chiến. Và team phụ thì không nói làm gì rồi, team phụ của ông Kuzan team bằng team chính của tôi anh em nhá. Để chúng ta xem trận đấu này hạ gục cái ông này gì đây, thua 2 triệu lực chiến. Chất tướng thì ngang cơ, thậm chí là chất tướng ông kia có phần nhỉnh hơn, ông chỉ thua tôi mỗi quải tắc thôi. Chất tướng bên này là team meta luôn anh em ạ, không có cái gì sai ở cái team này cả. A là con tướng UR, đam UR hệ truyền kỳ mạnh nhất bây giờ, mạnh hơn cả quải tắc. Nhưng mà nếu mà xét tổng thể tôi đánh giá là yếu tố búp cho team, yếu tố khó chịu và yếu tố sát thương thì tôi đánh giá là quải tắc ngon hơn đây. Quả đâu Zoro thì đều như nhau, quả đâu ông khu gian team vẫn sở hữu con tướng tanh mạnh nhất và khó chịu nhất ở điểm hiện tại, đó là con Baggy. Và con búp mạnh nhất ở điểm hiện tại là con Chopper, con tướng sát thương cực kỳ khó chịu. Và tanh khỏe là con Sanji anh em ạ. Team này team hơn team, thua team meta 2 triệu lực chiến, nhưng mà chỉ với quải tắc chúng ta đã cắt tiết được ông khu gian team, quá kinh khủng anh em ạ. Chúng ta xem cắt tiết kiểu gì nhá. Trận này cắt tiết được cũng hơi ảo đấy. Đây đó là quải tắc cực mạnh anh em ạ. Rồi 12 triệu 8 mà đạp cho này. Nhưng mà máy con sạn này không build theo kiểu sát thương. Nếu con sạn này mà build chơi mỗi thân thể mà build thì có sát thương là còn khỏe nữa anh em ạ. Chúng ta không còn chơi quá nhiều thủ cho sạn làm gì cả. Dài ơi, một đáp gạch chết luôn răng Eli này. Xanh thần tị rét hé, ba lần ulti rồi bạn sợ nào. Xanh gần max SP mà tôi còn để team phụ này. Vột 2.8. Đúng rồi, câu hết ulti của đội bạn này ạ. Khả năng là một phần yếu tố thắng nữa là chúng ta đã câu được ulti của đội bạn này các bạn đấy. Team mình nhìn nó lõi đây thôi. Hai team chênh nhau con vuổi tặc. Con tướng búp của mình hiện tại cũng chỉ là tướng búp loại 2 là con Uta. Còn loại 1 bây giờ là Chopper anh em ạ. Tanh thì tanh của mình là tanh loại 3 luôn đấy. Loại 2, loại 3, loại 2 đi, tính loại 2 đi. 19 triệu 8, à con Zoro bên trên ulti này. Tanh loại 2, búp loại 2, được chưa? Còn tướng đêm của mình là tướng đêm loại 1, Zoro. Sanji của tôi còn chưa mắc cơ. Sanji của tôi Haki còn level 1 cơ. Dạ mà. Chênh khác biệt đến từ Zoro, à khác biệt đến từ Kamusari và Hỏa Quyền ơi. Đang chặn hồi sinh con Trời Sanji. Và ghi đứng trước mặt Sanji nó sút trừ thủ cho thì còn đúng cái nịt anh em ạ. Xin phép là còn đúng cái nịt thôi. Mô dạng thật mua đi 48 triệu 1 rồi ơi. Dã mà đây là bước ngoặt, bước ngoặt, bước ngoặt. 48 triệu 1 mà chưa kích hoạt nội tại này. Anh em nhìn thấy cái trừ thủ chưa? Trừ thủ của Roger chưa? Kết hợp với con kết hợp với bất kỳ môn tướng nam nó cũng rất là khủng luôn. Cái trừ thủ ra 1 của con Roger. Vừa rồi là pha 48 triệu 1 chết luôn Chopper anh em ạ. Khiếp. Đây nội tại của ông Kuzan team cũng chỉ được 32 triệu thôi. Roger. 1 chém 8 triệu 1 à. 1 bắn 2 triệu 3 chết luôn. Được chưa? Liên kích à. Sát thương tuy không to à, nhưng chết luôn Sanji à. Ua. Thề anh em nhá, cái sát thương của Roger tuy nó không to à, nhưng mà nó cứ ảo ảo gì ấy thật. So với sát thương AOE của Zoro thì tôi thấy ảo hơn ấy. Sát thương của Roger như kiểu là sát thương chuẩn ấy. Sát thương của Roger như kiểu là sát thương chuẩn đấy anh em ạ. Là xuyên giáp, xuyên các thứ ấy, nhưng mà thật sự trong chiêu thức không có ghi như thế. Nó đau thật sự luôn. Kamusari này. Chết luôn này. Dã man. Ở trong team tôi có qua hai con, hình như là ba con, bốn con đấy, con Sanji nhưng cũng có khả năng là gây sát thương dòng. Con Zoro là có khả năng gây sát thương dòng trong thời gian này, nghĩa là tự mất máu đấy anh em, người ta gọi là sát thương bị động đi. Roger cũng có thể gây sát thương bị động. Ryukyu cũng có thể ăn cắp máu. Và hình như là Sanji cũng có khả năng đấy. Vừa rồi là A chết ngay lập tức anh em ạ. Dã man. Đấy nhìn mình được. Con Baggy vừa rồi chỉ mất 3 dòng máu tím ấy. Là ăn quả sát thương mất theo kiểu mất theo thời gian đấy. Từ cái ba con nòng nọc của con Zoro này, cái rễ cây của Ryukyu này, và một cái chiêu thức nội tại của Roger.
chết luôn anh em nhìn được. Ui ôi, ra man. Đây người ta gọi là không hồi phục đấy. Điểm nguyệt và không hồi phục được. Đây team phụ của Kuzan team ngang được chiến với team chính của tôi nhá. 10 triệu 6 và 10 triệu 9 tranh nhau có 30.000 được chiến rồi. Và round T xanh bị khóa mõm luôn đấy ạ. Sợ chưa? Bắt đầu đẳng cấp cho Âu đấy. Quá khét, quá khét. Moja Tatanomori 22 triệu 8. Ôi dồi ôi, con Kuma nó phản à. 20 triệu 7 này. Con Kuma nó phản kìa. Cái con Kuma nó phản Zoro vừa đấy, mất nội tại luôn anh em ạ. 1 vụt 4 triệu 6 này. Thêm một bắn nữa này. Ulti lên kích này. Bây giờ Yên Thích này chắc chắn là sẽ bế được một con không? Bế được một con nào không? Đấy, biết ngáy bế Kuma. Sản gì đạn có phát nữa là đứt. Đứt. À, hộ sinh à? Nghe nói anh Sanji không giết phụ nữ. Nhưng trong trường hợp là anh phá lệ. Tuột xích luôn anh nhà bạn. Dã man. Đấy nha, kinh nhờ. Cần 2 team đội bạn luôn. 68 triệu 2 round cũng không ăn thua này. 69 triệu 5 round này. Chopper chết ngay lập tức. Sanji chết không kịp dẫy anh em ạ. Chết không kịp dẫy luôn. Không đam luôn, chết không kịp dẫy. Marco chết không kịp dẫy đây. Quá khỏe đến từ gọi thằng Roger kết hợp với quả team này. Quá kinh khủng anh em ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái quả skin của gọi thằng Roger nha. Let's get it. Ok, hiện tại là tôi đang ở server chung anh em ơi đây. Người chơi ASL trong ASL team của bên Trung Quốc đây, 9 triệu 116 nghìn. Sở hữu vua hải tặc Roger gần mắc kỹ năng SP anh em ạ. Ông này chơi theo kiểu có thân thể nhá. Chơi theo kiểu có thân thể này. La bàn này. 26861 này. Càng đấy anh em ạ. Young Rayleigh này. Thuyền trưởng cái đập thuyền phó này. Roger bây giờ quá nhiều fan hâm mộ anh em ạ. Kearoth này. Wanomaku này. Team phụ ông này cũng liên tài lực yếu thôi. 9.116, team ông này khá cân nhá. Team chính của ông này cũng 9.600.000 này, còn hơn lực chiến đấy này. Thấy cũng xanh thần tị này, cũng chỉ là một không hai người thành viên này mà gặp thuyền trưởng của mình là tịt ngay. Vua thằng tương lai gặp vua thằng quá khứ thì chưa thức tỉnh kia năm thì cũng không có cái cửa gì đâu anh em ạ. Kiarot này, Young Lily này, bi cũng khá chuẩn đấy chứ. Ôi bi cũng quang chuẩn đấy anh em. Ủa, chưa cả quả kèo giáng lâm nữa cơ, khẹt nhờ. Chúng ta sẽ đi xem luôn cái quả kèo vội tặc sau khi trang bị skin vào nó sẽ ngầu, loài và chất như thế nào anh em nhá. Let's ski vụt này. ASL team ở bên tay phải của chúng ta này. Rồi sành thế à. Sành đeo kính rồi đấy. Tôi không biết là sành thường có cụt đúng nhỉ. Mình không để ý. Ủa chiều con loa nhìn đẹp thế nhở. Room Sabo khả năng là sẽ có một con tướng UR làm lại anh em ạ. Tôi tin tưởng của nhà phát hành sẽ làm lại con tướng Sabo làm lại. À xanh này cụt. Xanh này cụt anh em ạ. Lâu lắm mình không xem những trận đánh của tướng thường. Con tướng thường anh em ơi. Lâu lắm rồi này. Anh em cứ mãi xem UR mà quên mất những con tướng thường. Bullet 7 này. Vột Kuzan. Vừa rồi gặp ông Kuzan team, khả năng là fan của Hải quân Kuzan à. Fan của Kuzan. Kuma. Kuresai Koda. Đặc biệt thì không ngổ danh là con tướng. Con tướng SSR có lượng đam mạnh nhất. Con tướng SSR khỏe nhất anh em ạ. Ở tướng sát thương là con Katakuri là con tướng khỏe nhất luôn. Dòng SSR luôn. Khẹt nhờ. Ngày xưa anh em rủ nhau hồi mới đầu chơi cứ Kuzan với cả Wano Zoro mà vã. Cứ Kuzan với Wano Zoro mà vã. Supoi Patoho. Một thương của Katakuri. Ách chà. Trời.
Có đáp gạch của A rồi, có cả đáp bằng. Súng nện thịt. Tìm ông kia không không ép lên kích à? Rồi luôn. Đây, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh của vua hải tặc Roger anh em ơi, quá thần thái luôn. Ui dồi, 18.9 triệu Kamusari như thế đây. Tìm hai team chính gặp nhau anh em ơi, hai team chính gặp nhau nha. Kamusari đối đầu với cả Kamusari phiên bản học lại. Kamusari ở xanh là Kamusari phiên bản học lại nha. Xanh đối đầu Roger, quá kinh. Xanh đối đầu Roger, quá kinh khủng. Chuẩn bị Roger đi trước à. Ủa đấy, gọi tặc nhìn tạo hình. Ui 12 triệu anh em ơi, 4 triệu này. Đấy, tạo hình ngầu hơn hẳn nhờ. Đấy mới là vụ hải tặc của chúng ta cần nhỉ. Đây mới chính là vụ hải tặc của chúng ta cần nè. Rồi nay hoài yếu. Một triệu này. Kinh ngực công gắn. Ông này không chơi Snake Man nhờ. Mà thôi, Snake Man hay Bando Man cũng thế thôi. Quan trọng là tôi đã gửi đến cho anh em Snake Man rất nhiều rồi. Còn hôm nay là vua hải tặc chính thức ra sân với tạo hình mới này. Được ngay trận cân nhau đến từng nước chấm luôn này. Cân nhau, tranh nhau đến từng nước chấm, từng chất tướng tranh nhau phải nói là từng nước chấm luôn. Khác nhau mỗi cái là xanh và vua hải tặc thôi. Không phải nói gì nhưng mà vua hải tặc vẫn là hơn trên trình xanh anh em ạ. Trên trình xanh khá nhiều đấy, kể cả trong chuyện lẫn ở trong game. Chương tỷ 3 lần này. Cũng khét đấy. Cũng khét đấy, 8 triệu này, kết liễu thuyền phó luôn. Kamusari kết liễu thuyền phó luôn. Luôn đi còn gì nữa. Ngồi xanh cũng nhả lại quạt 4 triệu 8 cũng đau nhá. Càng ấy nhờ. Khác nhau duy nhất đến từ vua hải tặc Roger thôi. Roger thì sau khi ulti xong sẽ búp thủ cho Roger và một đối tượng khác ở bên trong team mình đó chưa. Đã búp thủ cho ai nhỉ? Đây đang Roger đang có một khiên này. Một khiên nữa đâu rồi. Vừa không để ý nhiều búp quá anh em ạ. Đẳng cấp của thuyền trưởng, cấp độ thuyền trưởng Roger nó cũng khác bọt nữa. Thuyền phó Rady và xanh tóc đỏ thần tị anh em ạ. Thì Gear 4 này, Kamusari 7 triệu này, trừ thủ Carrot này. Giời ơi, thuyền phó giăng đi nhồi vào rất là đứt. Xanh thần tị cũng nhả lại quả 5 triệu 6 này. Hơi thở của vua đang level 6 kìa. Không biết sẽ vào chung fix cái hơi thở của vua. Sửa lại cái hơi thở của vua thì, à sẽ vào EU sửa lại cái hơi thở của vua. Không biết sẽ vào chung chắc sửa lại ngay đấy. Roger đang tích được 6 điểm hơi tạo của vua. Nhìn tạo hình mới nhìn ngầu hơn hẳn anh em ạ. Có quả áo đỏ y ở trong phim luôn. 220 cổ. Ui Roger vừa bị choáng ạ, không ulti được kìa. Dã man, Roger vừa không giải được hiệu ứng của mình ạ. Đôi khi Gear 4 làm ở đâu nhá. Tịnh hóa không giải được kìa. 7 triệu 2 này, ghê nhá. 5 triệu này ghê nhá, ghê nhá. Bảy triệu chín này. Khi sở hữu Roger ở trong phim thì toàn trong đội thì chúng ta toàn đội chúng ta sẽ được búp thêm 2% tốc độ cho toàn đội nữa, có thể up đến 3% tốc độ anh em ạ. Một lượng tốc độ cực lớn luôn. Khảm. Ôi rồi bị cầm nặng không giải được. Ơ, Roger này không chơi tịnh hóa à? Để tí tôi check lại luôn. Ông Roger này như không chơi tịnh hóa thì phải. Sao tịnh hóa lại không giải được cái quả cầm nặng này. Ý
Chứ không chơi tịnh hóa là khá cá khê đấy. Con Roger này là bắt buộc phải chơi tịnh hóa anh em ạ. Nếu không chơi tịnh hóa thì đấy như trong cái clip này đấy. Không biết là đã chơi chưa nhưng chắc là chơi rồi. Mặc dù chơi tịnh hóa còn hai round không giải được này. Một round đánh thường, một round ulti không giải được này. À, một round đánh chưa một chứ phải đánh thường đâu. Round đánh chưa một đấy. Kamusari và round ulti không giải được này. Mất một lượng đam khổng lồ đấy anh em ạ. Kamusari đây. Một giật này. Nhưng kia for giảm tốc quá chịu thế nhở. Xanh thôi dặn thái né tránh nhỉ. 7 triệu này. Xanh thần tị red hair. Roger. Khá đẹp mắt đấy. 7 triệu này. Khá giống trong chuyện nhỉ. Quả này là quả đánh nhau dâu trắng này. Ui 10 triệu này. Chết luôn xanh tóc đỏ. Xanh tóc đỏ này lên đường. Thôi đừng nát nữa chín đấy. Hết trận rồi. Một round 18 triệu 9 này. 72 triệu 10 round này. Và thua lực chiến đấy anh em nhá. 72 quá đẹp mắt đến từ Roger anh em ạ. Roger. Đây nhìn Roger đăng quang nhìn cũng đẹp phết anh em ạ. Đây nhìn vợ tặc Roger đăng quang nhìn khét nhỉ. Ok, clip này xin phép kết thúc tại đây nhá. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ quả kèo review Kobe vào ngày mai nhá. Bye bye và chào tạm biệt anh em.